Dạ rồi, con chào chú nha. Dạ Chào. rồi, em chào anh trai. Chào. Dạ vâng, thì chú và anh trai cho con xin phép được hỏi chú tên là gì? Anh trai tên là Tên gì? Võ Văn Lùng. Dạ, chú đến từ đâu? Anh là từ ở Bình Dương, ở Dĩ An. Là mình ở Dĩ An ha. Dạ. Dạ rồi anh trai. Anh tên Nguyễn Văn Thanh, hiện cư trú ở Tân Bình, Dĩ An luôn. Dạ vâng. Dạ vâng, thì hôm nay chú và anh về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Nhờ con đi làm rồi nó về, nó đi nhậu với bạn bè ngày bữa thứ sáu tới nay mà sao không có nghe tin tức gì hết, rồi cũng nhờ mấy anh em giúp đỡ để tìm kiếm cháu nó về. Dạ, dạ rồi, thì hôm nay chú và anh về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con trai đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ, con xin phép được chuyện trò với chú trước ha. Rồi, ok. Chú có thể chia sẻ chi tiết cụ thể rõ ràng về cái sự việc mà con trai nhà mình bỏ đi như thế nào? Con trai nhà mình tên là gì, bao nhiêu tuổi? Con mời chú. Nó thì Võ Văn Hiếu, năm nay là 30, sinh năm 93. Thì ngay bữa thứ sáu đi làm với anh em bạn bè rủ đi nhậu vậy đó, cũng nghe người ta kể lại thì bốn người gì uống lít lít rưỡi gì đó rồi mà nghe nói mạnh ai nấy về rồi mất tới ngày hôm nay luôn, tìm không thấy. Là ngày bao nhiêu chú? Thứ sáu là ngày 16. ngày 16, ngày Dạ. 16. Tính tới thời điểm hiện tại hôm nay là ngày 20, 26. là 10 ngày. À. Con trai nhà mình là năm nay là sinh năm bao nhiêu ạ? Năm 93. 93. 93 năm nay là 27 ha. Đâu phải đâu. Ủa, cũng 93 vậy. là năm nay là 30 chứ. 30 đúng rồi. 30 tuổi. À. Con trai nhà mình có gia đình chưa chú ha? Chưa. Có bạn gái chưa ạ? Không biết. Tức là những các mối quan hệ về con trai nhà mình thì bản thân chú làm cha chú có nắm bắt được không? Có biết Thì được không ạ? nó đi làm thì nó về thôi, thì lo cơm nước nó ăn, ngày sáng cứ đi làm vậy thôi. Dạ, là ở chung với lại Ở chú chung, luôn. dạ đúng rồi. Ở Dĩ An này thì gia đình nhà mình đông người không? Có bốn người với hai đứa cháu là sáu. Gia đình chú được mấy người con? Hai. Và cái em bỏ đi này là thứ mấy? Nó là nhỏ nhất. Út ha. Dạ, ốc. Dạ. Trước giờ thì em trai này ở nhà có ngoan không? Ngoan. Có hay nhậu nhẹt không? Nhậu thì có, bạn bè rủ thì nhậu, nó phải nhậu. Sương sương ha. Dạ. Dạ. Đi làm về là nhậu. Em trai làm công việc gì ạ? Đi theo xe tải. Lơ xe, Lơ mình xe. gọi là lơ đi ha. Dạ. Là sáng đi tối về hay là đi Sáng khoảng bao đi lâu? tối về, sáng đi tối về. Rồi cứ khi chiều bãi xe anh em rủ nhậu thì đi nhậu. Nhậu rồi tối tối nó về. Dạ. Trước giờ em trai nhà con trai nhà nhà chú có bỏ đi như vậy bao giờ chưa? Không. Chưa. Chưa ha. Nó có đi đâu là bữa hai bữa là nó cũng điện nó về về nhà mà sao mà giờ nó mất tiêu biệt tích luôn, đi chơi với bạn bè nhậu rồi mạnh ai về là mất luôn. Chú kể lại chi tiết sự việc hôm đấy mà con trai nhà mình đi nhậu rồi mất tích. Con mời chú. Thì cái ngày thứ sáu đó thì nó nghe nói bạn bè rủ đi nhậu gì đó, Dạ. về lại nhà bạn nhậu là bạn Dũng gì đó. Nhậu xong rồi mạnh ai nấy về, rồi nó về nó mất tích luôn. Tức là mình bản thân chú cũng đã liên hệ tới tất cả các cái bạn đi nhậu hôm bữa rồi đúng không ạ? Dạ cũng không ai biết hết, Các là bạn đấy có chia sẻ cái thông tin gì cho chú biết không? có nói là cũng có đi nhậu chung đây rồi về mạnh ai về, ai có biết đâu, người ta không biết gì hết. Không biết à. Ta nói không biết gì hết, Lúc rời cuộc nhậu là mấy giờ ạ? cũng không rành nữa. Cái rời cuộc nhậu là lúc cũng phía phía rồi đó. Cụ thể cái cuộc nhậu đấy con bao nhiêu người ạ chú? Bốn người. Bốn người, chú đều hỏi ba người kia hết rồi. Mà là chỉ họ chỉ trả lời đều giống nhau hết hay là Thì sao? người ta nói như vậy đó, nó nhậu rồi ra về rồi mạnh ai nấy về rồi mất luôn tới ngày hôm nay Dạ, cái tìm sự việc của gia đình nhà mình á, chú có báo cơ quan chức năng công an ở nơi tạm trú chưa? không. Có báo rồi đúng không ạ? Có. Dạ. Và 10 ngày trời qua thì gia đình nhà chú đã tìm kiếm được những đâu rồi? Đi tìm hoài mà không thấy, không nghe tin tức gì hết. Không có một thông tin manh Không. mối tin tức gì đúng không Dạ. ạ? Bịt vô âm tín. Ừ, đúng không? Và gia đình nhà mình cũng không liên hệ được cho con trai. Không liên hệ gì được Khi hết. liên hệ thì bị chặn hay là thuê bao ạ? Liên hệ này không có nghe gì hết. Bây giờ nó không có cái điện thoại, nó cái điện thoại nó mất rồi.
Là bản thân chú cũng như toàn bộ gia đình rất là hoang mang và lo lắng cho tình trạng của con nhà mình. Không biết 10 ngày qua như thế nào. Mặc dù là con trai nhà mình cũng đã trưởng thành rồi, 30 tuổi rồi. Nhưng mà không biết được rằng là con trai nhà mình 10 ngày qua làm gì, ở đâu, có được an toàn hay không, đúng không ạ? Nên bản thân chú, tâm nguyện của chú hôm nay về đây nhờ anh em đội trình về Thanh Hải để mà đi tìm kiếm. Dạ rồi, thì con xin phép con được chuyện trò cùng với lại anh. Em chào anh trai. Chú cứ cầm đi, không sao đâu. Anh trai có thể một lần nữa anh trai giới thiệu là anh trai họ tên là gì? Anh tên Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1986. Anh là gì của em trong hình này? Đây là anh rể của em Hiếu. Vậy anh có thể chia sẻ hoặc bổ sung thêm cái thông tin gì mà anh biết về cái em trai bỏ đi không ạ? Em trai Hiếu này bữa chiều 16 tháng 3 khoảng 5 giờ là bạn trong công ty có rủ đến nhà nhậu. Nhậu đến đó tầm 7 giờ rưỡi là chè nhậu 4 người mà khoảng có 1 lít rượu, 1 lít là chưa có ai xỉn hết. Là nó nhậu không nổi nữa, nó đi về. Rồi về là nó không về nhà luôn. Khi đi thì nó mặc cái áo màu xanh in hình chữ đại dương với chiếc xe máy màu xanh hiệu Acelo của hãng Suzuki á, biển số nhớ chỉ có 36 rồi. Còn giờ gì nữa không anh trai? Anh muốn lên mạng nhờ cộng đồng thấy em đó đâu báo về cho người thân, hoặc em có đi làm ở đâu á, em cũng báo về nhà một tiếng cho người nhà đỡ lo. Cũng nhờ cộng đồng thấy chỉ giùm. Cảm ơn cộng đồng nhiều. Trước khi rời cuộc nhậu thì anh trai có hỏi ba bạn nhậu kia có cung cấp thêm một cái thông tin rằng là em trai nhà mình đi đâu không? Có đi tăng 2, tăng 3, đi đâu, làm gì ở đâu không? Có nghe em trai nó rủ ba bạn kia đi tăng 2 mà lúc đó không ai có tiền, không ai chịu đi hết. Đi tăng 2 là đi đâu à? Đi massage. Đi massage tức là đi giải trí vui vẻ. Tức là em trai nhà mình, gọi là em vợ ha, chủ động rủ ba bạn kia đi massage, nhưng ba bạn kia là không còn tiền. Và sau đó thì em trai nhà mình đi về hay là đi massage một mình? Đó, cô không rành nữa. Không rành ha. Nó lên xe nó chạy rồi mình không biết. Là từ đó là bịt vô âm tín, không có một tin tức gì. 10 ngày trời rồi đúng không ạ? Dạ rồi, thì cái vụ việc của chú và anh tới nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải để mà tìm kiếm con trai cũng như tìm kiếm em vợ thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để mà đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội cũng như đi tìm kiếm bên ngoài. Thì chú có điều gì muốn nói với con trai của mình không? Thì cũng nhờ anh em mà đi tìm con trai, mà nói chung con trai ở đâu thì con trai cứ báo về nhà để cho cha biết. Đọc số điện thoại Rồi cho cha biết để cha lo. Rồi con ở đâu thì báo về đến nhà để cho cha biết, để cha ở nhà cha lo. Không biết con ở đâu, đi tìm kiếm mấy hôm nay không có gặp, có liên lạc gì được hết. Cũng nhờ anh em để giúp đỡ để kiếm thì được con về, anh em kiếm được cháu về thì mình rất cảm ơn rất nhiều trong cộng đồng anh em đó. Dạ, còn anh rể có lời gì muốn nhắn nhủ trực tiếp trên cái video này tới người em vợ không ha? Hiếu à, nếu anh chị có làm gì em buồn á, em tha lỗi cho anh chị với cha mẹ. Em có giận thì em cũng về, hoặc nếu không về em cũng phải báo gia đình một tiếng, gia đình đỡ lo. Nếu anh có lỗi với em, anh xin lỗi em. Cho em hãy về đi. Trước giờ anh có làm điều gì cho em vợ mình buồn không? Trước về hay la nó ít hả, không có làm gì luôn á. La là la cái đúng hay la cái sai à? La cái đúng hay ngủ chưa la nó vậy thôi. Đi làm như kêu hay lớn tiếng chút thôi, vậy tới giờ làm vậy thôi chứ có đó gì hết. Trước giờ chú có bao giờ la dày thì em nó không? Cũng có la gầy, con lớn lo làm ăn này nọ để lo gia đình sao, còn cứ vợ cứ này cứ con có con có cháu nữa, chứ đừng có nhậu nhiều quá nó không có tốt. Cũng có nói khuyên vậy thôi. Chứ là con trai nhà mình thường xuyên tụ tập ăn nhậu
Thì từng khi nhậu lần hai lần đi làm về đó, bạn bè rủ đi toàn lần bình thường mà đâu có sao đâu, hai ba lần cũng không chừng. À, hai ba lần nhưng mà nhậu rồi nhậu xỉn đúng không ạ? Nhậu, nhậu vừa nó về, nhậu về có quậy gia đình không? Không, nhậu về là ngủ, ăn uống cơm mà ngủ không có quậy. Vậy thì lành mà đâu có sao đâu, nếu mà đi nhậu về mà ngủ mà không có quậy thì không sao. Ngoài cái chuyện la giày đó còn cái chuyện gì khác hơn không? Không, không hả? Mình không có sợ lo gì, sợ người ta bắt nó đó. Thật sự đây là một câu chuyện lại rất là buồn, bởi vì con trai nhà mình năm nay độ tuổi 30, độ tuổi quá trưởng thành rồi. Gọi là mọi suy nghĩ này kia là chín chắn hết rồi. Và 10 ngày qua thì gia đình nhà mình không có một tin tức gì, nên bản thân chú làm cha cũng như là anh rể đây là rất là lo và hoang mang. Tất cả mọi người trong gia đình đều lo tình trạng là không biết là em trai này bên ngoài 10 ngày qua ở đâu làm gì. Đúng không ạ? Dạ đúng. Dạ rồi, thì cái sự việc của chú và anh trai thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để mà đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội cũng như là đi tìm bên ngoài ở mọi nẻo đường. Thì chú và anh còn điều gì chia sẻ nữa không ha? Thôi giờ mình cũng có nói đặc điểm nhận dạng nó lên được không? Dạ có, cái đó càng tốt. À, đặc điểm nhận dạng của em Hiếu là người cao khoảng 1m55, mập khoảng 95-100kg. Ta hai tay thì xăm bít hết. Bít hai tay ha. Chân cũng có xăm một bên mà không nhớ bên. Sau lưng có xăm con rồng. Nguyên lưng cũng có xăm luôn. Mình con rồng. Tức là người xăm rất nhiều chỗ, đó là cái dấu hiệu để mà nhận biết. Thường thường tính tình là có hay nóng nảy không? Ít nói, không nóng, có gì giận cũng có nóng tàn bạo. Có hay cười không? Nó giận là nó im lặng, nó bỏ đi, nó không nói gì hết. À, thường thường là tính là lầm lầm lì lì. Bạn bè nói là nó nóng rồi là nó đi, nó không nói gì cái tiếng nào trả lời. Gọi là người là xăm, gọi là gần kính người ha. Gần kính người, sau lưng thì có một con rồng. Đúng. Hai tay thì xăm bích hai tay và có xăm một bên chân. Dạ. Tính tình thì gọi là lầm lầm lì lì đi. Ừ, đúng rồi. Chú ha, đúng anh trai? Đúng. Dạ rồi, nếu quý cô chú anh chị, bà con cô bác nào có thấy em Hiếu như trong hình, và cái đặc điểm dễ nhận biết đó là xăm kính hai tay, sau lưng và ở chân, ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hình sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 785858 để giúp cho em Hiếu sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình, để gia đình khỏi hoang mang và lo lắng. Thì em rất mong tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem video này hãy cùng chung tay góp sức với đội hình sĩ Nguyễn Thanh Hải, chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để giúp cho em sớm quay trở về nhà đoàn tụ, để cho gia đình bớt đi phần nào lo lắng. Thì em cũng chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị, cộng đồng mạng trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải rất là nhiều. Dạ rồi thì chú và anh cứ yên tâm nhé. Yeah. Khi đã lên đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ giúp đỡ hết mình. Yeah. Ở đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí, không yeah. riêng gì là chú và anh, tất cả mọi người tới đây đều giúp hoàn toàn miễn phí. Và toàn bộ câu chuyện chú và anh chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Đúng. Nếu có gì sai trái? Không có gì sai hết. Nếu có sai trái thì mọi... Thì chú và anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Trước pháp luật. Và chú và anh có đồng ý cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Dạ đồng ý. Và cái video này sẽ không bao giờ gỡ. Chú có đồng ý không? Dạ. Dạ rồi thì cảm ơn câu chuyện của chú và anh rất là nhiều. Và con cũng không biết nói gì hơn. Chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhận được tin vui, đó là con trai nhà mình sẽ quay trở về một cách an toàn và một ngày sớm nhất. Rồi con xin phép chào chú. Cảm ơn.